À, mấy lâu nay thì mọi người cũng biết rồi, với cái tầm tuổi như ngày xưa con Tèo thì ai ai cũng thấy tôi trên đầu bắt đầu nó có phủ những cái sợi bạc. À, khi mà mình đi tiếp khách cũng như là đặc biệt là ngày xưa con Tèo cũng như anh em nghệ sĩ khi đi làm phim ảnh thì nó cũng sẽ bị phần nào đó mất tự tin. Thì hôm nay nghệ sĩ con Tèo muốn chia sẻ với quý vị và mới phát hiện ra một cái sản phẩm phải nói là rất đáng tin cậy, đó là dầu gội đầu phủ bạc xịt he. Như các cụ nói câu là gái 50 tuổi đã già nhưng mà trai 60 tuổi vẫn là thanh niên. Nhưng nếu mà để cái đầu mà nó bạc như thế này, cảm giác nó rất mất điểm, rất mất tự tin. Mà thực tế là tuổi mình bây giờ vẫn nó cảm giác như đang là tuổi hưu. Nhưng mà để mấy cái sợi bạc như này cảm giác nó thế nào, chị em nhìn vào nó chán lắm. Chính vì thế hôm nay muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là sản phẩm Xin He và nó vô cùng ý nghĩa. Bấy lâu nay thì mình vẫn cứ phải đi ra tận ngoài những salon tóc để mình gội đầu và phải chải tóc để cho nó đen lại, nhưng mà bây giờ thực sự và ngon bổ rẻ và rất nhanh gọn, đấy là cái sản phẩm xin hãy để cho quý vị chúng ta cùng quan tâm nhé. À, cái này rất hay là khi mình chải vào tóc nó chỉ là giúp cho tóc đen bóng mượt nhưng mà lại không dính vào da đầu. Chứ trước đây mỗi lần đi ra quán gội đầu là về mình vẫn phải dùng cái đầu lót của cái điếu thuốc lá ấy, di vào những cái chỗ nó vẫn còn đen ở trên da, như thế được vô cùng ảnh hưởng đến đến da đầu. Mà thực sự ra cái nước da là cũng rất là quan trọng, nó bị dị ứng thì nó sẽ thẩm thấu vào trong trong người mình, nó rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến bệnh ung thư. Nhưng riêng cái này thì lại hoàn toàn tránh da, nó chỉ là bám vào chất sừng và chất chất tóc thôi. Tức là nước da da của mình thì hoàn toàn nó không bám vào, và ta rửa phát là sạch sẽ ngay, kể cả đây hiện tại đang để trong bàn tay như này thôi, nhưng mà thực sự ra nó không không ảnh hưởng một chút nào. Quý vị nhìn nhé, đấy đây nó dính cả đây, trán thoải mái này, rất nhanh. Khi mà mình cần gãi và mình xoa đi trên đầu 10 đến 15 phút xong cái mình gội đầu cái là sạch sẽ ngay, đỡ phải mất nhiều thời gian. Ví dụ như trong thành phố Hà Nội thì đường thì tắc, dân thì đông, bây giờ ra đấy còn khi còn phải xếp hàng cả hàng đấy, mà nhuộm tóc thì rất mất thời gian. Thực sự ra thì thời gian thì vốn quý, như mọi người cũng biết rồi, ai cũng rất là cần có nhiều thời gian để giải quyết những việc khác, không vì cái mấy cái tóc bạc này bị mất nhiều quá. Nếu mà đi bình thường ra mà mọi khi quang đến salon tóc quang nhuộm tóc thì phải mất cả nửa ngày ấy, thì còn ủ rồi còn để cho nó thẩm thấu xong rồi nó còn họ còn phải tẩy tất cả những cái nó dính vào trong da, mình cảm giác nó rất là độc hại. Chính vì thế bây giờ nó cái rất đơn giản, tại nhà mình chỉ có mất 15 phút thôi là xong, mà đỡ phải phiền hà đến ai. Cứ để mấy cái cô ấy chạm vào đầu mà không có tình cảm, mà cô ấy vuốt ve cô ấy cái âu yếm vào chân đầu mình ấy, tự dưng thực sự ra là nó cảm giác cái người nó cảm giác nó không ổn lắm. Đấy, xong rồi. Quý vị vừa mới xem một cái quá trình nghệ sĩ Quang Tèo đã vừa mới gội đầu xong với cái sản phẩm phải nói vô cùng ấn tượng, dầu gội đầu phủ bạc Xin He, phải nói là vô cùng hiệu quả, rất là tốt đấy. Sau khi gội xong cái là thực sự là mũi vẫn đang ngửi đầy những cái mùi hương của sâm, tức là của nhân sâm ấy, tức là mình cảm thấy nó rất sảng khoái. Chứ trước đây mỗi lần gội đầu xong về nhà thực sự là xịt nước hoa bét nhẹ lên trên đầu để cho nó phá cái mùi nước đá khỉ đi. Nhưng bây giờ hiện tại mọi người không phải lo vấn đề vì cái mùi hôi nữa, và thực sự cái này mình có cảm giác như là gội đầu xong mình còn cảm giác như được xông hơi ấy, tức cái mùi sâm nó xộc vào mũi mình và mình được ngửi, và trong quá trình gội đầu cả cái căn phòng nó ta là thơm cái mùi của nhân sâm, và nó rất vô cùng rất ý nghĩa, và thực sự ra nó lại còn có thể là có nghĩa là nó có giúp thêm cả về sức khỏe này, nó như là kiểu xông hơi đấy, quý vị thấy không? Và mọi người vừa mới thấy là con vừa gội đầu xong bây giờ đấy, thấy không? Tức là tất cả những chân bạc bay hết rồi, chỉ sau có 15 phút thì là các bạn đã có một cái mái tóc mà tức là nó không bị rụng và tức là nó dày tóc và bóng mượt đấy, tóc rất khỏe. Thì đó là cái sản phẩm dầu gội đầu phủ bạc Xin He, mọi người hãy quan tâm bởi vì đây là một cái sản phẩm mà nghệ sĩ Quang Tèo đang rất tin dùng. Có lẽ cái do cái sản phẩm của họ rất là tốt, chính vì thế cho nên là đã có những hiện tượng mà hàng nhái. Cho nên lại một lần nữa người chúng ta phải nhắc với quý vị để khi mà quý vị dùng sản phẩm này mà nếu như không chuẩn cái thì là chắc người chúng ta là nói bị sai,
hoặc là quảng cáo linh tinh cả, tức là ảnh hưởng đến, tức là với cái danh dự người siêu tèo. Thì hôm nay muốn phải bật mí cho quý vị nhớ là, tức là cái sản phẩm dầu gội đầu phủ bạc xin he này, là nếu như các bạn sử dụng là nhớ là phải có cái tem bảo hành đây, tức là chống hàng giả ở bên cạnh đây, nhớ là phải có cái tem này nhé. Không nếu mà ví dụ bây giờ là hàng trôi nổi mà các bạn quý vị mà dùng đến thì có thể là nó không chuẩn như lời nghệ sĩ Quang Tèo nói thì mọi người lại trách nghệ sĩ Quang Tèo. Chính vì thế cho nên là một lần nữa nhắc quý vị là dầu gội đầu phủ bạc xin he là phải có cái tem chống hàng giả bên này đấy đấy, và mọi người hãy yên tâm và tin tưởng rằng khi mà sử dụng cái sản phẩm này thì cũng như là nghệ sĩ Quang Tèo luôn luôn cảm thấy tự tin đến trước tất cả mọi người khi mà mình tiếp xúc, mà mình hoàn toàn tự tin. Và chúc quý vị sử dụng sản phẩm dầu gội đầu phủ bạc xin he này để luôn luôn có một mái tóc dày dặn, bóng mượt và đẹp và tự tin trước tất cả mọi người. Xin cảm ơn nhé. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.